Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay ngày 7 tháng 2 năm 2019, tức ngày 3 Tết. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn năm mới an khang thịnh vượng, bình an và sức khỏe. Chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Xuân về trên những vùng quê nông thôn mới. Ngày xuân cùng nghe tâm sự của những người con xa quê ở thành phố Hồ Chí Minh. Gia tăng tai nạn giao thông do rượu bia. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Đi lễ đầu năm không chỉ có ý nghĩa giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống từ lâu đời của người Việt, mà còn là dịp để tâm thức mỗi người hướng tới cái thiện. Đó cũng chính là sự khởi đầu tốt đẹp cho năm mới Kỷ Hợi với nhiều mong ước, khát vọng mới. Đền Quan Phường Hoàng Diệu là một trong những địa điểm mà du khách mọi nơi đến du xuân, dâng hương cúng bái, cầu may đầu năm. Đền Quan tọa lạc tại Phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình là nơi thờ quan Hà Đê Sứ Nam Đạo Đại Thần Tướng, người có công giúp dân khai khẩn đất đai, đắp đê ngăn lũ, củng cố thủy lợi. Ngay từ những ngày đầu năm mới, đã có đông du khách thập phương về vãn cảnh đền, cầu mong mọi điều an vui, hạnh phúc. Đầu năm là muốn đi lễ để cầu bình an cho gia đình, được mọi sự may mắn trong cả năm. Đến với đền Quan thì cô thấy về trật tự an ninh là rất là tốt, và mọi người đi du xuân, đi lễ thánh nói chung là rất là lịch sự, văn minh. Gìn giữ nét đẹp truyền thống, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đền Quan, Ban Quản lý Di tích đã xây dựng kế hoạch quản lý thực hành tín ngưỡng và nghi thức phục vụ tín ngưỡng tại đền, không để người dân sở tại và du khách lợi dụng tín ngưỡng hoạt động mê tín dị đoan, quản lý chặt chẽ các hoạt động thực hành tín ngưỡng. Chúng tôi đảm bảo cái công tác an ninh thường nhật, thường ngày và thường giờ cho coi như khách thập phương đến lễ và không có vấn đề gì xảy ra. Cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là ban quản lý đền Quan của phường Diệu đã thành lập các cái tổ bảo vệ khu di tích, tích cực tuyên truyền quý khách thập phương về dâng lễ tại bản đền, thực hiện tốt cái nội quy quy chế của bản đền đã đề ra, cải tạo hệ thống sân dậu và tại khu di tích, đảm bảo cảnh quan tại khu di tích sạch đẹp. Lễ hội đền Quan diễn ra hàng năm vào dịp đầu xuân trong tháng Giêng, nên đây cũng là thời gian du khách mọi nơi trong và ngoài tỉnh đến du xuân, tham quan thưởng ngoạn, dâng hương cúng bái. Thưa quý vị và các bạn, đi lễ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Việt. Song để đảm bảo tính truyền thống cũng như đảm bảo văn minh tại mỗi di tích, thì bên cạnh việc đảm bảo an ninh trật tự, mỗi người dân khi đi lễ cũng cần nâng cao ý thức. Có như thế thì mới bảo tồn và phát huy được những giá trị văn hóa của người Việt. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều người, Tết là thời gian để nghỉ ngơi sum vầy cùng với gia đình. Còn với những công nhân môi trường thì ngày Tết họ vẫn gắn bó với công việc giữ môi trường xanh, sạch đẹp và làm đẹp đường phố. Đã từ nhiều năm nay, dịp Tết nào cũng vậy, chị Phạm Thị Liễu không thể có một cái Tết trọn vẹn bên gia đình, bởi phần lớn thời gian chị phải ở ngoài đường quét dọn để mỗi con đường, tuyến phố luôn sạch đẹp. Ngày Tết lượng rác thải của dân đã quá nhiều nên giờ giấc của chị em không thể biết được là cái giờ nào là giờ mình về, miễn sao là mình thu gom cho lượng rác nó sạch sẽ trên đường phố, nhìn nó được mắt thì chị em mới về. Những công nhân vệ sinh môi trường vẫn ngày đêm miệt mài với công việc. Và là vậy, thế nhưng thấy đường phố sạch đẹp thì ai nấy cũng đều phấn khởi. Để góp phần cho Thái Bình xanh sạch đẹp, tôi mong muốn rằng toàn người dân trên thành phố chúng ta hãy vì môi trường xanh sạch đẹp giữ gìn vệ sinh chung. Dịp Tết, lượng rác thải từ sinh hoạt tăng lên, đồng nghĩa với khối lượng công việc nhiều lên. Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Bình đã tập trung chỉ đạo sắp xếp phân công lực lượng lao động, tăng cường cả về nhân lực và cơ sở vật chất để thực hiện việc vệ sinh các tuyến đường chính, cũng như thu gom rác thải tại các khu dân cư, không để rác tồn đọng qua đêm, không để rác ứ đọng trên đường phố. Công ty đã bố trí cán bộ công nhân viên chỉ nghỉ ngày mùng 1 Tết, ngày mùng 2 Tết đã huy động toàn bộ
cán bộ công nhân viên làm công tác vệ sinh môi trường đi thu gom, vận chuyển và đưa rác thải về thành phố, về nhà máy xử lý rác. Cứ mỗi mùa xuân đến, thành phố Thái Bình như được khoác trên mình một tấm áo mới. Từng hàng cây, bồn hoa trong các khuôn viên tuyến phố được bàn tay cần mẫn của những người công nhân môi trường tạo nên với những kiểu dáng phong phú và đẹp mắt. Dù công việc thì rất là vất vả, thế nhưng những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài vì màu xanh sạch đẹp của những tuyến đường, tuyến phố. Trân trọng công việc của họ và có ý thức gìn giữ vệ sinh môi trường là việc mà mỗi công dân chúng ta nên làm để cùng nhau góp sức xây dựng thành phố Thái Bình văn minh sạch đẹp. Với khát vọng tiên phong song hành cùng chiến lược bền vững, sau 30 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long đã trở thành đơn vị xứng danh sao vàng đất Việt năm 2018 và nâng tầm phát triển trong năm mới Kỷ Hợi với 6 lĩnh vực thế mạnh của công ty, góp phần phát triển kinh tế đất nước và nâng cao vị thế hình ảnh của Việt Nam trên thương trường quốc tế. Đã nhiều năm nay, may mặc là một trong những thế mạnh sản xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long. Khi có thể đảm bảo đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của các thị trường xuất khẩu như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc. Ba nhà máy hiện tại đều có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến với hơn 2.000 công nhân lao động trực tiếp và trên 30 đơn vị vệ tinh. Nói chung là công việc ở đây thì lúc nào cũng ổn định. Công ăn việc làm thì lúc nào cũng từ đầu năm đến cuối năm là đều có công ăn việc làm hết. Và trong năm 2018 vừa giờ thì tất cả các mã hàng thì rất là nhiều mà được ban giám đốc công ty thì rất là quan tâm. Nhà máy may xuất khẩu tại xã vùng sâu Bắc Hải, Tiền Hải được công ty mạnh dạn đầu tư phát huy thế mạnh trong thời gian qua và sẽ chính thức đi vào hoạt động trong ngày đầu xuân Kỷ Hợi này. Đến năm 2019 thì chúng tôi đã ký được hợp đồng với lại những khách hàng lớn như GCPenney, Grab và Costco. Chính vì thế là chúng tôi sau 2019 chúng tôi sẽ tiếp tục là tuyển dụng và triển khai sản xuất để đáp ứng nhu cầu khách hàng và tiếp tục nghiên cứu phát triển về áp dụng công nghệ trong sản xuất để duy trì đà tăng trưởng của doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những sản phẩm chất lượng cao Thăng Long lựa chọn kinh doanh trong năm 2018 và sẽ tiếp tục mở rộng thị trường trong năm 2019 với nhiều chính sách tốt nhất dành cho khách hàng. Trong năm 2019, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất Thăng Long định hướng sẽ tập trung đầu tư phát triển các dự án bất động sản tại các thành phố lớn nhằm tạo sự phát triển đột phá và nâng tầm thương hiệu trên quy mô cả nước. Đồng thời sẽ đẩy mạnh đầu tư sang lĩnh vực dịch vụ thương mại để phát triển các tiện ích cho cư dân của các khu đô thị đang triển khai của công ty trên địa bàn Thái Bình. Ngoài ra thì công ty sẽ tiếp tục là duy trì sự phát triển về doanh thu và hiệu quả kinh tế của các ngành trọng điểm như xây dựng và dệt may. Cùng với đó là sẽ tái cơ cấu tổ chức theo nguyên tắc quản trị hiện đại. Bên cạnh đó, với mục tiêu góp phần phát triển hạ tầng kỹ thuật trên cả nước, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long hiện đang triển khai hàng loạt dự án trọng điểm trên địa bàn cả nước như Thái Bình, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh và được biết đến là một trong 24 nhà thầu uy tín nhất cả nước. Ở mỗi công trình lớn được xây dựng thành công như thế này thể hiện sức mạnh nội lực của công ty. Song hành với những mục tiêu phấn đấu trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long vẫn luôn giữ sự hài hòa từ lợi ích của doanh nghiệp đến lợi ích xã hội và luôn thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn trong những ngày vừa qua khi quý vị và các bạn về quê đón Tết đã cảm nhận rõ những thay đổi của quê hương và câu chuyện sức sống mới ở nhiều làng quê Thái Bình mà chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn ngay sau đây là một minh chứng của mục tiêu tốt đẹp này mà Thái Bình thực hiện. Vụ đông 2018, vùng đất bãi của Quỳnh Hoa được phủ xanh bởi những cánh đồng trồng cà rốt rộng hơn 10 hectare. Trước kia là bỏ trong hoang, thế nhưng đến bây giờ thì mỗi một sào bắc bộ thì cũng cho thuê là tới 1.200.000 đồng trên một sào, 1.300.000 đồng trên một sào bắc bộ. Thế còn bà con giáo viên đấy lại là đi làm canh cứ trả là mỗi ngày công lao động là 120.000. Nếu như gia đình nào mà có lao động mà đi làm đấy thì là được đảm bảo được công thì tháng cũng được khoảng 3.600.000 đồng. Mục đích là nói chung là thu nhập nông dân và đời sống nông dân là cũng có nhiều cái cải thiện.
vẫn những mảnh ruộng ấy đã mang lại giá trị kinh tế cao hơn, không chỉ cho những nông dân trẻ dám đầu tư trí tuệ, tài chính, mà tạo ra nguồn thu nhập ổn định hơn cho nhiều nông dân khác ở Quỳnh Hoa. Và cũng vẫn là vùng đất ven sông, giờ điện, đường được đầu tư để cho anh Vũ Ngọc Ba, một nông dân xưa chỉ quen với nghề sông nước, đánh bắt cá tôm, nay đã có những lồng cá cho năng suất khoảng 40 tấn một năm. Đó chính là cơ hội để cuộc sống của anh thay đổi tốt hơn. Thì trước kia chúng tôi làm ở đây thì là thực sự cái đường đi nó rất là khó khăn. Nên chúng tôi muốn mạnh dạn đầu tư ra nhiều thì cũng không, thực sự là nó cũng rất là khó. Thế nhưng mà từ khi mà có nông thôn mới giờ đê điều rồi tất cả các thứ nó ổn định, điện đóm đàng hoàng nên là ra đây anh em tôi là cũng vay thêm vốn mà dám mạnh dạn đầu tư thêm. Vâng, qua câu chuyện vừa rồi có thể thấy mục tiêu xây dựng nông thôn mới không chỉ là tạo cho các vùng quê Thái Bình một diện mạo mới, mà quan trọng là tạo cơ hội để những người nông dân xây dựng cuộc sống đầy đủ, ấm no hơn và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó là điều chúng ta dễ dàng bắt gặp ở nông thôn hiện nay. 19 giờ tại nhà văn hóa thôn Duyên Phú, xã Phú Lương, huyện Đông Hưng, gần 100 thành viên của câu lạc bộ khiêu vũ bắt đầu buổi tập. Việc tập luyện như thế này đã được câu lạc bộ duy trì thường xuyên trong một năm qua. Bà Chu Thị Trích năm nay đã ngoài 70 nhưng vẫn tích cực tập luyện cùng chị em phụ nữ trong thôn. Khiêu vũ đã mang đến cho bà sức khỏe và niềm vui lúc tuổi già. Cả mọi chị em là người biết bảo người không biết. Thế là chị em là có những người là trước kia đau đầu gối và bây giờ đi tập là đỡ đau. Sau một ngày làm việc vất vả, thấy rất là vui và rất là hãnh diện vì chúng tôi được sống trong một cái môi trường văn hóa và rất là lành mạnh. Văn nghệ mang đến cho người dân xã Phú Lương hay nhiều người dân khác ở Thái Bình niềm vui, sức khỏe, sự thoải mái trong tinh thần để lao động và làm việc hiệu quả hơn. Và chính sự phát triển hoạt động văn hóa nghệ thuật ở khắp các thôn xóm của Thái Bình thực sự trở thành những miền quê đang sống. Với quyết tâm nhiều năm qua của tỉnh Thái Bình trong xây dựng nông thôn mới đã tạo nên thành quả cho người dân. Một sức sống mới là điều chúng ta dễ dàng nhìn thấy qua đời sống hàng ngày của người dân Thái Bình. Chuyển sang các tin tức khác. Thưa quý vị, với những người con xa quê, Tết là khoảng thời gian họ càng nhớ quê hương hơn, mong muốn được sum họp với gia đình. Nhưng với nhiều người, vì điều kiện không thể về quê ăn Tết, thì hội đồng hương trở thành điểm tựa để cùng nhau sum họp, sẻ chia khi Tết đến xuân về. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với những người con Thái Bình xa quê, Tết đầu cũng không bằng Tết ở quê nhà. Hiểu được tâm tư mong muốn ấy, nên hàng năm, Hội đồng Hương Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 40.000 hội viên đều tổ chức buổi gặp mặt, đã trở thành một hoạt động truyền thống giàu ý nghĩa, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước. Tết trong lòng người Việt thiêng liêng đến lạ. Thế nên nhiều người dân Thái Bình, dù có bôn ba khắp phương trời, dù có bận rộn đến mấy, nhưng đến thời điểm này cũng gác lại mọi công việc, mong muốn được trở về quê nhà đón Tết, đón xuân, cho thỏa nỗi nhớ mong. Nếu như không có sự lãnh đạo của Đảng và không có cái sự cần cù, nhẫn lại, lao động quên mình của bà con Thái Bình mình, thì không thể có cái phát triển như Thái Bình hiện nay. Thái Bình đổi mới. Thế. Mà nếu cho những con số đổi đây đấy, thì so với cái cảnh những bà con chúng tôi đi về Thái Bình lên đây kể lại đó, thì hoàn toàn tức là có thể nói là vượt trước hàng trăm hàng ngàn lần so với ngày xưa. Thế tôi rất mừng về cái sự phát triển của xã hội. Đặc biệt là trong vài năm gần đây, thì Thái Bình tiếp tục cái sự nghiệp đổi mới, cho nên đạt được cái tốc độ tăng trưởng kinh tế rất cao. Những người con Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn theo dõi, đồng hành để được chứng kiến sự phát triển từng ngày của quê hương mình. Chắc chắn sẽ là một động lực để những người con xa quê cố gắng nhiều hơn và ngày càng có nhiều hoạt động hướng về quê hương. Hội đồng hương Thái Bình là có cái sự gắn kết nhất ở địa phương. Đặc biệt là hội thì chấp hành về các cái quy định về pháp luật thì cũng rất là tốt và mạnh nhất là cái phong trào đóng góp từ thiện xã hội. Dù có đang sinh sống và làm việc ở bất kỳ nơi đâu đi chăng nữa, nhưng những người con xa quê vẫn luôn kỳ vọng
vào một năm mới an lành, hạnh phúc, bình an đến cho mọi người, cho quê hương, đất nước. Nhân dịp tiếp kỷ hợi một lần nữa thì xin kính chúc bà con quê hương của chúng ta mạnh khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng. Do những cái điều kiện hoàn cảnh là không thể về được quê ăn Tết, mong muốn một điều duy nhất là mọi người ăn Tết vui vẻ, đầm ấm và an khang bên gia đình, hạnh phúc. Một mùa xuân mới lại về, dù bận rộn nhiều công việc, nhưng những người con Thái Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, luôn cố gắng thu xếp thời gian để sum họp đón một cái Tết theo cách riêng của họ. Với sự đoàn kết gắn bó, những người con xa quê dù ở bất kỳ nơi đâu đều có thể tin rằng quê hương sẽ đổi mới và phát triển từng ngày. Thưa quý vị và các bạn, chỉ vì tai nạn giao thông mà trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, nhiều người phải chịu cảnh nằm viện, không được hưởng trọn niềm vui, niềm hạnh phúc cùng gia đình, bạn bè và người thân. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong sáng nay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Những ngày giáp Tết Kỷ Hợi, khi mọi thành viên trong gia đình đang tất bật lo toan chuẩn bị đón Tết, cách đây gần một tuần, anh Nguyễn Công Quang, xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, phải nằm điều trị tại khoa hồi sức tích cực và chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh chỉ vì tai nạn giao thông. Tết không được ăn Tết, gia đình chán, nằm trong này buồn. Theo số liệu thống kê của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, kể từ ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến sáng nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận cấp cứu cho hơn 260 bệnh nhân bị tai nạn giao thông. Riêng trong ngày hôm qua, cấp cứu 75 trường hợp, giảm hơn so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia. Trong cái số lượng bệnh nhân bị tai nạn giao thông thì hầu hết các cái bệnh nhân vào với chúng tôi thì đều có cái biểu hiện là có cái nồng độ cồn cao, rất nhiều các cái chấn thương, từ chấn thương vùng đầu, chấn thương gãy chân, gãy tay và các cái xây sát ở ngoài da. Tết nhất thì đàn ông ai uống rượu nhưng mà hạn chế, đừng ra đường nguy hiểm. Để hạn chế thiệt hại không đáng có về người và tài sản do tai nạn giao thông gây ra, nhất là trong dịp đầu xuân năm mới, mỗi người hãy nêu cao hơn nữa ý thức tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ. Tất cả vì sự bình yên, hạnh phúc của mọi người, mọi nhà. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang web thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thái Bình. Xin kính chào và hẹn gặp lại!